Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúc quý vị khán giả tiếp tục có những ngày nghỉ Tết thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Và đừng quên thực hiện khuyến cáo 5K để phòng chống dịch COVID-19. Chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những nội dung đáng. Thưa quý vị khán giả, vụ dong riềng năm nay sản lượng miến dong của toàn tỉnh đạt hơn 1.300 tấn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Diện tích trồng dong riềng toàn tỉnh là hơn 460 ha, sản lượng củ dong đạt trên 34.400 tấn. Để tiêu thụ sản lượng củ dong, toàn tỉnh hiện có 37 cơ sở tham gia chế biến dong riềng, trong đó có 27 cơ sở chế biến miến dong. Một số cơ sở đạt công suất trên 100 tấn miến dong một năm. Miến dong là sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền. Mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng khiến việc tiêu thụ miến dong chậm hơn mọi năm, nhưng với việc triển khai các chuỗi liên kết, củ dong riêng của người dân đã được bao tiêu với giá cả ổn định. Trong phương án sản xuất vụ xuân năm nay, huyện Chợ Mới có kế hoạch trồng 260 ha cây công nghiệp ngắn ngày. Một số cây công nghiệp ngắn ngày là thế mạnh của huyện Chợ Mới như đậu tương, lạc, thuốc lá, gừng, nghệ, mía. Những loại cây công nghiệp ngắn ngày này thời gian qua đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao. Mặc dù thời gian sản xuất ngắn hơn so với các cây trồng khác, cây công nghiệp ngắn ngày thường được người dân trồng ở các chân ruộng hạn, khó chủ động về nguồn nước, không chỉ tăng thu nhập mà còn cải tạo đất. Hiện nay người dân đã chủ động làm đất để gieo cấy đúng khung thời vụ. Thưa quý vị khán giả, một trong những lễ nghi không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về của đồng bào dân tộc Dao ở Bản Ca, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn là lễ hội cầu mùa. Đây được xem là lễ hội đã được duy trì nhiều năm qua, vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa giúp gắn kết cộng đồng người Dao lại gần nhau hơn. Sáng sớm mùng 4 Tết, ông Bàn Văn Cúng đã chuẩn bị đồ ăn để mang đến cúng ở đình Bản Ca, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn. Mỗi năm cứ vào dịp này, ông cùng người dân nơi đây đều đến đình xin trở đất giúp cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cầu cho mọi người dân trong thôn bản bình an, mạnh khỏe. Đình này là từ xưa tới nay rồi, mỗi một năm là phải cúng bốn lần, bước vào năm mới là tháng giêng ngày 14 là cầu một lần, đến tháng 4 là cầu một lần, này là cái lần bắt đầu tập trung dân xóm bà con góp của cải về, đây là bắt đầu coi là cúng xong rồi cha lúa, xong rồi dân xóm người ta mới được gieo mạ cấy lúa nương. Đến tháng 7, hôm rằm tháng 7, 15 tháng 7 là bắt đầu lại mang gieo mang giếc về lại thờ một lần. Theo người Dao ở Bản Ca, lễ cầu mùa đã có truyền thống từ lâu đời, thường được tổ chức vào 4 dịp trong năm. Nhưng thời điểm đầu năm thường được người dân tổ chức lớn hơn cả. Để tổ chức lễ hội cầu mùa, mỗi gia đình sẽ cùng nhau đóng góp đổ lễ để thờ cúng như gạo, rượu trắng, lợn, gà. Tất cả các sản vật phải do tự tay các hộ trồng được, nuôi được, sau đó tập trung tại khu đình Bản Ca để tổ chức. Nghi lễ cúng tế trong lễ hội diễn ra trang nghiêm để cầu cho mọi người trong làng luôn khỏe mạnh, mưa thuận, gió hòa. Người dân phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt, mùa màng được bội thu, không có dịch bệnh xảy ra, gia đình, hàng xóm, làng bản sống hòa thuận, đoàn kết. Cái ý nghĩa của cái lễ hội này là cũng chỉ làm thì gọi là cầu mùa năm mới, mùa màng nó xuân sẻ, nó không bị mất mùa. Bao đời nay, lễ hội cầu mùa của người Dao ở Bản Ca, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn đã trở thành một hoạt động văn hóa cộng đồng được gìn giữ và duy trì hàng năm nhằm cổ vũ, động viên người dân bước vào một vụ sản xuất mới. Nghi lễ trên không chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh, mà còn là sợi dây gắn kết giữa các thế hệ đồng bào nơi đây lại gần nhau mỗi dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị khán giả, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền cùng sự tham gia tích cực của các cấp ngành, các tổ chức chính trị xã hội, 19 năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội địa phương,
dòng chảy vốn chính sách luôn được khơi thông, kịp thời tạo điều kiện cho 100% hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước để phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống. Mặc thiên tai, dịch bệnh, song nguồn vốn trung ương cấp của địa phương ủy thác đã được đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách chuyển về 108 điểm giao dịch xã phường thị trấn, phân bổ tới 1.595 tổ tiết kiệm và vay vốn ở khắp các thôn bản, giúp người dân có vốn kịp thời khôi phục phát triển kinh tế gia đình, ổn định nâng cao cuộc sống. Lúc kia vay ngân hàng chính sách về thì anh lại cũng lại mua thêm đất, xong bắt đầu là anh mở thêm diện tích, thế bây giờ là nhà anh bây giờ là cũng thu nhập là bây giờ là cũng có thu nhập rồi. Như năm nay của anh thì là từ lúc vay vốn về xong anh dòng đến bây giờ như năm nay anh thu nhập được như vụ này năm nay của anh trên 100 triệu rồi. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ngân hàng Chính sách Xã hội vẫn khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết mới của Chính phủ về việc cho vay để trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất kinh doanh cho người lao động chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, đồng thời tổ chức các phiên giao dịch bù phiên phải hoãn do dịch bệnh. Nó cũng rất là kịp thời và cũng là phù hợp cho doanh nghiệp để kịp thời tiền để hỗ trợ cho các cán bộ công nhân viên để giữ được người lao động và để cho người lao động được ổn định trong cái lúc mà dịch xảy ra. Thì Ngân hàng Chính sách cũng rất là tích cực trong cái việc triển khai các cái cơ chế chính sách và rất là kịp thời. Riêng cái dư nợ của Ngân hàng Chính sách đã chiếm tổng số dư nợ ở trên địa bàn là 10.250 tỷ thì Ngân hàng Chính sách đã chiếm hơn 2.000. Đấy thì cái đấy cũng thể hiện được cái con số mà các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách trong cái thời gian vừa qua. Hết năm 2021, tổng nguồn vốn cho vay của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là trên 2.300 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với ngày 31 tháng 12 năm 2020, đạt tốc độ tăng trưởng 4,46%. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, bước sang năm thứ 20 hoạt động tại Bắc Cạn, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trên cơ sở nhu cầu cũng như là các văn bản quy định cũng như cái khả năng đáp ứng về nguồn vốn của Trung ương cũng như là việc bổ sung hỗ trợ cái nguồn vốn của tỉnh đáp ứng một cách tốt nhất cho các cái đối tượng thì chúng tôi đã tham mưu cho ban đại diện cũng như là chuẩn bị với cái tâm thế tốt nhất để cho đội ngũ cán bộ viên chức người lao động của Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với các cấp các ngành các tổ chức xã hội để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ 2022 với cái mục tiêu là hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn và tăng trưởng dư nợ. Trên suốt chặng đường 19 năm đồng hành với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực, truyền tải kịp thời đồng vốn về các địa phương, phục vụ đắc lực công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Nguồn vốn chính sách này đã giúp người dân thoát nghèo, có đời sống ổn định trên chính mảnh đất của mình. Năm Nhâm Dần đã đến, cũng là năm thứ 20 mà nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đồng hành với người nghèo. Hy vọng điểm tựa này sẽ tiếp tục vững chắc và phát triển rực rỡ trong mùa xuân mới 2022. Thưa quý vị khán giả, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Bắc Cạn đã chủ động thay đổi hình thức biểu diễn đảm bảo hiệu quả, an toàn. Thay vì đi biểu diễn trực tiếp phục vụ cho bà con nhân dân tại các xã vùng sâu vùng xa nhân dịp chào đón xuân mới như mọi năm, năm nay Đoàn Nghệ thuật Dân tộc đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn thu âm, ghi hình chương trình nghệ thuật phát trên sóng của đài để phục vụ khán giả truyền hình. Chương trình có tựa đề Khúc ca mùa xuân, bao gồm những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc như hát then đàn tính, lời then dân đảng, tốp ca đường về Bắc Cạn, hát múa yêu xa Bắc Cạn ơi. Và nhiều tiết mục ca múa nhạc đã đạt giải tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc trong năm vừa qua. Thực sự cảm xúc của Thu lúc này thì rất là vui mừng, vinh dự, tự hào bởi vì trong một quá trình rèn luyện, phấn đấu cũng như là nỗ lực của bản thân với tấm lòng yêu nghề và cố gắng hết mình của Thu cũng như tập thể anh em nghệ sĩ diễn viên của đoàn thì đã giành được những giải thưởng lớn và vô cùng vinh dự cho những người làm nghệ sĩ, làm nghệ thuật như chúng tôi. Tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc chuyên nghiệp toàn quốc, Huy Hùng được cái giải, đó là giải huy chương vàng, xin được gửi tới toàn thể bà con nhân dân
toàn thể quý vị khán giả một lời chúc tốt đẹp, đón một xuân năm mới an khang thịnh vượng. Đây là lần đầu tiên đoàn nghệ thuật dân tộc tổ chức biểu diễn theo hình thức ghi hình phát sóng trên truyền hình, nên cả hai đơn vị đã cùng nhau lựa chọn rất nhiều bối cảnh đẹp tiêu biểu tại các địa phương như vườn hoa Mù Là, huyện Pác Nặm, động Cuông, hồ Ba Bể, di tích lịch sử Na Tu. Mặc dù thời gian sản xuất gấp và điều kiện thời tiết những ngày cuối năm khá khắc nghiệt, nhưng ekip thực hiện chương trình đã nỗ lực để truyền tải những lời ca tươi mới nhất về mùa xuân và sự đổi thay trên quê hương Bắc Cạn đến với khán giả. Trong năm qua thì đơn vị đoàn nghệ thuật cũng đã gặt hái được những thành công nhất định. Trong đó đặc biệt phải kể đến chương trình nghệ thuật tham gia liên hoan ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại thành phố Hải Phòng, và đã thu lượm được rất nhiều những cái thành tích đáng khích lệ, nhằm mục đích truyền tải và đưa những cái chương trình nghệ thuật, những cái tiết mục đặc sắc về mùa xuân, về quê hương đưa đến nhân dân trong cái dịp Tết Nguyên đán này, để cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân chúng ta cùng nỗ lực phấn đấu và đón một cái Tết an lành, bình an. Thưa quý vị khán giả, xuân đến, hoa đào, hoa mận khoe sắc thắm trên các triền đồi. Bản Cào, xã Côn Minh, huyện Nà Rì cũng được tô điểm bởi những nét xuân sang, sự vật đang đâm chồi, nảy lộc. Người người, nhà nhà cùng nhau đón xuân sum vầy bên gia đình. Trong tiết trời giá rét, bà con lại cùng nhau quây quần trò chuyện về những việc đã qua, cùng bàn về những dự định trong năm tới, cầu mong một vụ rong, vụ miến thuận lợi để bà con tiếp tục lưu giữ, phát triển nghề miến tráng tay truyền thống. Cái nghề làm miến này thì cũng làm từ lâu rồi. Giờ thì lại đến lượt con nó cũng học làm theo. Cô vẫn tiếp tục làm. Cái nghề này truyền thống từ lâu rồi, cô vẫn cứ làm mãi. 7 năm liên tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa và cũng là thôn đã đạt thôn nông thôn mới từ năm 2020. Nên cảnh quan đường làng ngõ xóm, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được xây dựng hoàn thiện. Ngày Tết lại càng được chỉnh trang sạch đẹp để bà con vui xuân đón Tết. Vẫn trong không khí rộn ràng, nhưng những ngày này bà con bắt đầu ra đồng khai xuân vụ sản xuất mới. Ai nấy đều mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu để tiếp tục nâng cao đời sống của bà con, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa thêm nhiều năm nữa. Cái gì cũng phải họp thôn, thống nhất với bà con, là bà con nhất trí cao, giơ tay biểu quyết, nhất trí là triển khai bước sang năm mới. Cũng cố gắng là vận động bà con thi đua sản xuất thôi, làm trồng nhiều rong, sang năm lại là có rong để bán, để thu nhập. Ở đây thì là cây mũi nhọn là cái rong thôi, rong riêng thôi. Để xây dựng thôn văn hóa rất cần sự chung tay của mỗi người dân, mỗi hộ dân trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Bên cạnh việc chấp hành tốt hương ước, quy ước, thôn bản, mỗi hộ dân luôn chung tay xây dựng cảnh quan đường làng ngõ xóm sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh để mỗi dịp xuân về muôn hoa lại được khoe sắc, mọi nhà đều ngập tràn niềm vui bên gia đình. Thưa quý vị khán giả, Công an thành phố Bắc Cạn vừa bắt giữ đối tượng Lý Văn Cường, sinh năm 1999, trú tại thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn, về hành vi cướp giật tài sản. Vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 Tết Nhâm Dần, bà NTT, sinh năm 1960, trú tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, đến Công an thành phố Bắc Cạn trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt cướp giật số tiền hơn 7 triệu đồng tại khu vực tổ 4 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã tiến hành xác minh vụ việc, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét khoanh vùng đối tượng. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được Lý Văn Cường chính là người thực hiện hành vi cướp giật số tiền trên. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an thành phố Bắc Cạn đã tạm giữ đối tượng, số tài sản và phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ. Nhằm động viên các cán bộ chiến sĩ tham gia đấu tranh truy bắt đối tượng phạm tội, ngay trong sáng nay, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Cạn cùng lãnh đạo thành phố đã thưởng nóng 5 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Bắc Cạn vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm dịp Tết Nhâm Dần 2022. Đặc biệt là chỉ trong thời gian ngắn đã điều tra, bắt giữ được đối tượng cướp giật, trả lại số tiền cho người bị mất, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trên kênh TBK.